Xin mến chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Lâm ở quận Gò Vấp tỉnh Tiền Giang để quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số bonsai nè. Lắc lượng ha, nhiều dáng thế, trái đẹp. Giá thì rất mềm quý vị, chỉ có vài trăm thôi. Bao ship toàn quốc luôn. Quý vị nhanh tay vào lại ha. Rồi, chào em. Chào anh, chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em lại tiếp tục giao lưu đến chú anh chị một số phô mai dáng thế rất đẹp ha. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship luôn. À, mình vào cây số 31 tiếp theo clip hôm trước nha anh. Số điện thoại em cũng có ghim trên tiêu đề luôn nha. Số điện thoại đó là cũng có Zalo em 17 hoành em à. Cao của nó là 62. Cái này mã 31. Cây 31 cây này em Zalo 350 anh ha. 350. Mã 32. 32. 20 hoành nữa. Cao của nó là 63. Một khối đế luôn. Mã 32 cái này em giao lưu 550. Thôi, 550. Rồi, tự thú nè. 16 hoành nữa. Cao của nó là 60. Mã 33 cây này em giao lưu 650. Rồi, 650. Hai mươi mốt quanh. Rồi, cũng to ha. Cao của nó là 93. Mã 34. Cây này em giao lưu 450. Rồi, 450 thôi quý vị. Rồi, thú luôn à, lắc lượng 14 hoành rồi nè. Cao của nó là 41. Mã 35 cây này em giao lưu 600. Rồi, 600. Mười sáu hoành. Cao 65. Mã 36 cây này em giao lưu 208. 280. Mười lăm hoành rưỡi, gần 16 này. Sắp 16. Cao 50. Số 37. Cây này cũng 208 luôn rồi nè. 280. Mười bảy hoành. Cao của nó là 50. Mã 38 cây này 300 anh. Rồi, 300. Mười chín hoành. Cao 83. Mã 39 cây này cũng 300 anh. Rồi, 300. Đây, nó ở đây. Nó 17 hoành rồi. Cái này nó có cái chân hình nhỏ nhỏ. Mã 40 cái này 400 anh ơi. 400. Hai mươi bốn hoành anh. Rồi. Cao của nó là 77. Mã 41 cây này 550 anh. Thôi, 550. Mười lăm hoành à. Cao của nó là 57.
mà 42, cái này em giao lưu 280. 280. Hai mươi hoành, cao của nó là 59. Mã 43 cái này 350 anh. 350. Mười bảy hoành, cao của nó là 55. Bể đấy ha. Để bít bầu luôn. Mà 44 cây này 300 anh. 300. Hai mươi quần, cao 50 lỗ, 55. Mã 45, cái này em giao lưu 380. 380. Mười, 18 hoành. Cao của nó là 52. Mã 46. Số 46 em giao lưu 280. 280. Mười sáu hoành, cao của nó là 75. Mà 47 cũng 280 luôn anh ơi. 280 luôn. Mười chín hoành, cao của nó là 83. Kỳ số 48, cái này em giao lưu 350. Rồi, 350. Mười bảy hoành, cao 50. Ok, 49, 49 em giao lưu 300. 300. Hai mươi hoành nữa. Rồi. Cao 65. Mã số 50. 50 em giao lưu 350. Rồi, 350. Mười chín hoành, cao của nó là 42. Mã 51 em giao lưu 300. Rồi, 300 thôi. Mười bảy hoành, cao 62. Năm mươi hai em giao lưu 300 luôn. Rồi, 300. Mười tám hoành, cao của nó 70. Mã 53 cái này 250 anh. 250. Mười bảy hoành rồi nè, cao của nó là 72. Số 54 cây này em giao lưu 280. Mười bảy hoành, cao của nó là 53. Đây nó cũng có cái rễ nhỏ.
Mã 55, cái này em giao lưu 400. 400. Rồi 6 hoành. Cao của nó là 67. Mã 56, 250 không? 250. Mười ba hoành, cao của nó là 40 anh ơi. Mã 57, cây này 250. 250. Lắc lượng duyên dáng. Hai mươi hoành anh ơi. Rồi. Cao của nó là 53. Mã 58. 58 em giao lưu 300 cái này. 300. Mười bảy hoành. Chào 50. Số 59, 208 luôn. 280. Hai mươi hoành. Rồi. Cao của nó là 73. Mã 60. 60 em giao lưu 400 anh ơi. Rồi, cuối clip em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi clip. Em rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ 105. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.